Mặt quý vị và các bạn là trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của giải vô địch quốc gia Knights World V-League năm 2022 giữa chủ nhà câu lạc bộ Viettel và đội khách câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Số 11 Jaha, số 14 Bùi Quang Khải, số 20 Cao Trần Hoàng. Còn đây là đội hình xuất phát của đội khách câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Đội bóng ra quân trong bộ trang phục màu đỏ bảo vệ có một bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã được bắt đầu. Phạt góc cho đội khách. Nguy hiểm. Đó là tình huống bắt vô lề rất nhanh của trung vệ Trần Đình Khương. Ngày hôm nay thì Trần Đình Khương cùng với Brandon Lucas là bộ đôi trung vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang được xem lại một tình huống. Đó là cú dứt điểm của Hoàng Đức của đội bóng áo đỏ. Chúng ta cùng xem lại tình huống đột phá của Giovane và sau đó là cú dứt điểm bằng chân trái của Hoàng Đức. Lâm Tỳ Phong. Lâm Tỳ Phong đã rất cố gắng. Vừa rồi là một tình huống mà hàng phòng ngự của các thủ Viettel đã có phần thiếu tập trung và không có sự bọc lót tốt. Chúng ta cùng xem lại. Chỉ thiếu chút nữa là Lâm Tỳ Phong đã vượt qua được trung vệ Hoàng Hùng. Không vào. À, triển khai được. Chúng ta cùng xem lại tình huống đón bóng hụt của Ngọc Sơn và thiếu chút nữa đã có bàn thắng cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú dứt điểm ở góc hẹp của Lâm Tỳ Phong. Đây là một tình huống mà Lâm Tỳ Phong hoàn toàn có thể nhả bóng lại cho Cordero. Lần này là một pha treo bóng bổng. Cú đánh đầu là của Đinh Khương, dứt điểm. Pha băng lên và dứt điểm của Hoàng Đức. Rất đáng tiếc là cú dứt điểm có thể nói là hoàn toàn thiếu chính xác. Chúng ta cùng xem lại. Pha bóng của Đinh Khương là không an toàn. Còn rồi. Tình huống lùi về vào lót tốt của Hoàng Hùng cho Thanh Bình. Rất nguy hiểm của Duy Thường. Còn rồi. Rất may là ở tình huống vừa rồi thì tiền đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một pha xử lý có thể nói là hơi vội vàng. Pha treo bóng cột hai. Hai cầu thủ của câu lạc bộ Viettel cùng bật cao để thực hiện pha đón bóng. Đó là Hoàng Đức cùng với Nguyễn Đức Hoàng Minh. Bóng cho Tiến Anh. Cú treo bóng của Tiến Anh sau đó cũng là tốt. Bóng treo. Hoàng Minh tiếp tục là một pha nhả bóng về tuyến này. Khắc Ngọc dứt điểm được. Đây mới là tình huống dứt điểm cầu môn đầu tiên của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh ở trong hiệp 1. Và treo bóng của Tuấn Tài lại là một tình huống treo bóng có điểm rơi. Dứt điểm. Một không. Một không nghiêng về tiếp theo. Sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thủ môn của đội khách đã có một pha ra vào và đấm bóng cực kỳ thiếu an toàn. Đội tuyển quốc gia cũng như là ở cấp câu lạc bộ cũng chưa bao giờ nổi tiếng là một thủ môn có khả năng làm chủ không gian trong khu vực 16-50. Trên thực tế thì có thể nói là một trong những điểm yếu cố hữu của các thủ môn, các đời thế hệ thủ môn Việt Nam là khả năng chọn điểm rơi và không chiến yếu. Đỡ Việt Vị rồi. Cũng giống như tình huống Việt Vị của Hoàng Đức ở trong hiệp 1. Và chạy chỗ vừa rồi của Conroy. Anh xuất phát từ phía sau lưng hậu vệ cuối cùng bên phía các thủ Viettel. Đường truyền chuyển hướng tấn công rất tốt cho Lâm Tỳ Phong. Lỗi rồi. Còn rồi bên phía các thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã có động tác kê chân đối với Tuấn Tài.
Khá nguy hiểm. Lại là một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự của đội khách đã không thể theo kèm. Có tới 4 cầu thủ áo đỏ xuất hiện trong tình huống chia bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại. Người đã chạm Hoàng Minh. Giovanni. Một tình huống đánh đầu hụt và thiếu chút nữa tỷ số là 2-0 cho cao thủ Viettel. Lại là một tình huống may mắn nữa cho thủ môn Bùi Tiến Dũng khi mà Brandon Lucas đã kịp thời bật dậy và sửa sai tình huống đánh đầu hụt của mình. Đây là cầu thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chúng ta cùng xem lại. Duy Thường cũng đã rất cố gắng để lắc cái đầu và lái bóng. Hoàng Vũ Samson. Và chèo bóng rất hay. Nhà bóng về phía đây. Và nhà bóng về tuyến hai của Lâm Ti Phong theo đúng bài. Nhưng rất may là Thanh Bình đã kịp. Trước đó quả treo bóng của Hoàng Vũ Samson cho Lâm Ti Phong thoát xuống. Và đây không phải là lần mới. Điểm! Một pha triển khai bóng nhanh và hiệu quả của cầu thủ Viettel. Đây là pha bóng mà hàng hậu vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã không kịp thời lùi về để hỗ trợ một tình huống 2-2 của các thủ Viettel với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đào Quốc Gia. Khá nguy hiểm. Bóng đã chạm người cầu thủ của Viettel và đi đổi hướng. Nhưng rất may là bóng chỉ chạm vào cạnh lưới. Với huấn luyện viên Trần Minh Chiến thì rõ ràng là áp lực ngày càng thêm chồng chất. Cơ hội cuối cùng dành cho đội khách. Và chèo bóng quá nhẹ của Văn Khoa. Và như vậy là cùng lúc này trọng tài Nguyễn Đình Thái đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ của vòng 9 giải vô địch quốc gia Nightwolf V-League 2022. Kết quả là cầu thủ Viettel đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu này được ghi do công của tiền đạo Giovanni. Với chiến thắng này thì cao thủ Viettel đã có được 13 điểm. Và như chúng tôi đã giới thiệu,